Rồi cho đến với trận thi đấu đầu tiên của set đấu thứ tư thôi. Và một trận thi đấu vừa rồi ra để thua, nhưng thực sự tôi thấy một trận thi đấu mà cũng đang đánh rất hay đến từ game thủ người cầm Hitty. Và có tình huống mà phát triển trong một góc nhỏ nhỏ và tình huống lên 4. Vâng, lên 4 chỉ muộn hơn một chút thôi. Pan Miran đến từ game thủ Velop. Vâng, Pan Min là quân cầm thủ bên phía Hà Nam và bên bên BB Club là Samrom. Alo, vâng, hiện tại ra người thua trong trận đấu chung kết của set đấu thứ 3 và đây là trận đấu đầu tiên của set đấu thứ 4. Ban Min đối đầu với Rome và Summerian. Vâng, rất mong 2k2 anh em theo dõi kèo đấu chúng ta vâng cùng like, vâng tiếp tục like nhà xe cho game thủ Vlog chúng ta nào, và cũng như là game thủ Tếu để chúng ta có thể bật trong những set đấu thứ tư, nhà set đấu thứ năm. Vâng, còn thắng thua là chuyện rất bình thường game của nhà binh. Vâng, rất mong anh em vâng khán giả dành tình cảm cho game thủ Vlog. Vâng, dù có thắng dù có thua chúng ta vẫn luôn bên cạnh thần tượng của mình. Và những khán giả này thực sự là rất quý. Và có lẽ thời điểm này rất cần tình cảm của anh em bằng những hành động, đó chính là bằng những lượt like như lượt share cho game thủ Vlog của chúng ta, cũng như là game thủ Tếu, để chúng ta có thể chiến thắng trong set đấu thứ tư và đưa set đấu về trận thi đấu và về set đấu thứ năm, set đấu chung kết. Alo, vâng xin chào, vâng xin chào anh, vâng chào anh Lucky, vâng thắng thua đúng là chuyện bình thường rồi, nhưng trận thi đấu vừa rồi, trận thi đấu mà chúng ta đang là người vâng đã rất cố gắng đến từng cầu thủ về lớp rồi, anh em thấy một cái hốc nhỏ nhỏ trong góc 9 giờ và vẫn có thể lên 4. Và trong cái hệ top 1 và để cho một thế trận gọi là đánh 2v1. Vâng, đối đầu với top 1 và đánh 2v1 là thời điểm và rất khó anh em. Vâng nên biết điều đấy. Trận đấu mà chúng ta có thể cân đôi làm trận thi đấu hay, còn trận thi đấu mà chúng ta không thể cân đôi thì tôi thấy cũng là điều bình thường. Chứ đây là hệ không phải là kiểu chúng ta lên như lên GG, thực sự những game thủ top 1 hoàn toàn có thể chơi cả cân 3 cơ. Còn đây là game thủ có thầu và game thủ TT. Vâng, TT mặc dù không phải top 1 nhưng cũng là một có nòi game thủ, cũng là top 2. Và thời gian gần đây cũng là một khai thủ lên tay nó khá nhanh, chưa kể đó là ông thầu. Ông thầu rơi vào hệ là chủ lực gọi là sở trường. Bài Paran đánh với 19 dân của game thủ Velop và đây là máy của game thủ Tếu, Min One 26 dân. Vâng, xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Văn Huấn. Vâng, anh vừa gửi lời chào đến bình luận viên. Alo, vâng sao lại
Vâng, như vậy đây trận thi đấu mà Minh Loan của chúng ta sẽ là người đánh cung A, đánh thẳng những người cung A và quay trở lại với cánh bên này của Vlog khi mà thời điểm anh đã đầy giò. Và ta chờ để xem đầu cánh của Vlog trong trận đấu này sẽ là ai. Vâng, như vậy đầu cánh của game thủ Vlog trong trận đấu này chính là bài đấu của game thủ Tiểu Màn Thầu. Và trận đấu này thì ông màu 2 đó chính là bài đấu của người cầm Roman. Rồi phát hiện ra 4-5 nông dân cừ màu 2. Đây là một con giò đầy đủ công giáp. Vâng, nếu như điều khéo tới thi đấu này mình sẽ ăn được khoảng 5 dân. Vâng, liệu rằng có tình huống vẩy e trước không? Không, rồi bạn vẩy e rồi. Vâng, chuyển lại sang màn hình máy của game thủ Tiễu một chút nào. Vâng, một con sư tử nhà của game thủ Vlog đuôi. Vâng, một BL và một BA tiếp tục là tỉa tót những nông dân. Vâng, sẽ là chơi những thằng nông dân đứng bên trong trước. Vâng, liệu rằng có tình huống vẩy e khéo léo đến từ game thủ Vlog không? Vâng, khả năng cao trận đấu này nếu như mình có đơn vị lạc đà thả vào đây thì game thủ thả vào đây và có thời điểm sau có cung R bắn những cái bãi bò nhỏ thì khả năng màu 2 sẽ là bài đấu yếu với bài đấu của Pamigan. Vâng, cánh bên này tôi thấy chưa thấy sự diện của hai nhà chém bên đường BB. Khả năng cao thời điểm này Tiễu đang bị công. Liệu có đúng không? Thao này 26. Một trận đấu mà Tiễu đang cơ cấu cho mình được khá nhiều ruộng và cần phải để ý cơ đầu tư gỗ để có thể chốt những chiếc đầu ruộng lại. Vâng, để một con chém đổi để một con lạc đà lọt vào là khoai lắm. Vâng, bên lớp. Vâng, lại bơm vâng bên lớp cánh bên kia có thể bơm cho một chút thực cũng như là một chút gỗ để cho game thủ về lớp. Ở game thủ Tiễu chúng ta có thể tăng A cũng như là nâng cho mình cái công nghệ. Vâng, thành công cho mình những con cung A hai váy. Đây là máy của game thủ về lớp. Đội bạn có tình huống công P đến từ game thủ màu 2. Vâng, màu 2 Tiểu Màn Thầu có tình huống công P nhưng mà tên được đó gọi là vứt vàng qua cửa sổ. Một con P nó đi lỗi đến từ game thủ Tiểu Màn Thầu. Vâng, cánh bên này tôi đang thấy một thế trận và đang ưu Pamidan ta chưa mất gì. Pamidan chưa mất gì và có cung R và kẹp lạc đà thi đấu với đơn vị quân chém. Vâng, đội bạn Tiểu Màn Thầu đang khá dài. Vâng, cố sống cố chết có thể truy đuổi những tên cung R kia. Thao này là 24. Đây là game thủ Tiễu nào. Vâng, trận đấu vào thời điểm này Minwan thuộc hệ cân đôi và tôi đang thấy đang to khỏe nhưng tôi thấy rất tươi rồi. Bên kia dường như TT cũng chưa thấy xuất hiện trên bản đồ. Khả năng cao tên R đầu tiên của TT sẽ chuẩn bị đẩy sang cánh bên này. Vâng, tôi vừa nói xong tên đầu tiên của TT đã đến. Điều rằng lớp anh với lớp không cần. Vâng, không cần khi đây chỉ là 4 con cung R của người cầm Summer. Vâng, 4 con cung R thi đấu với xe nào 5-6 con cung A hai áo của người cầm Min. 31 đến từ game thủ Tiễu và đây là máy game thủ Pamigan. Vâng, chơi xong màu 2 và chơi ngược ông màu 6 này luôn. Vâng, nhà anh với lớp thì đang có chấm nhấp nháy gì đấy. Vâng, 23. Vâng, bo bè cẩn thận tình huống giữ dần. Vâng, màu 6 mang đây ra bắt. Trong tờ này dường như là thi đấu. Vâng, quyết định chơi luôn nhưng mà hơi đông cung R. Vâng, vẫn là quyết định chơi dành cho game thủ Vlog. Vâng, đang rất điều tay và đang rất để ý bản đồ con đến từ game thủ Vlog trong thế trận này. Tham lai 23 dường như một trận thi đấu mà game thủ Pan gọi là chém. Vâng, chém làm yếu nhà người cầm màu 2 và tạt sang nhà game thủ người cầm màu 6 làm cho màu 6 không thể đi quân. Và đây thời gian để cho game thủ Tiễu có thể đỡ tham lai 41 rồi. Vâng, thời điểm này Min Wan khỏe thì không có thế lực nào có thể chơi được. Vâng, về đời 4 thì có thể như là Summer Rian thì có ca. Nhưng đây là đời 3. Vâng, đây là câu chuyện của đời 3, tham lai 41. Vâng, Tiễu tăng A đi. Vâng, Tiễu làm thêm vài khoanh ruộng và để ý tăng A. Cũng như là thời điểm sau thì nâng công nghệ. Vâng, tham lai là một tham lai, màu 2 vẫn đang có dần. Vâng, tham lai cũng là cân thôi nhưng mình là có một Pamigan. Đây là máy của huyền thủ Vlog 17. Người tham lai mình bắt đầu mất dần. Quan trọng còn dân vàng và dân quả là tươi. Vâng, game thủ Tiễu nào một tình huống đấu quân xảy ra. Vâng, tên này chơi được không? Để ý được bạn đang điều cung rờ chưa? Để sắp quân nha, không biết tên này là không cần. Vâng,
Vâng, liệu rằng thời điểm sau Tếu có dồn một chút lực có thể lên bánh xe hay không? À, đang lên à? Rồi, như vậy đang lên bánh xe rồi. Vâng, đang lên bánh xe thì những nông dân sẽ làm khai thác, vâng, làm ăn đã mắc binh hơn. Hiện tại tham 46, một tình huống đấu cung rửa, thấy màu 6 của Summer Reality đang là người nằm nhiều hơn. Vâng, thi đấu với cung A thì cung rửa nó còn không có tuổi. Vâng, anh em yên tâm, vâng, Tếu đang trong thời gian lên bánh xe rồi. Đây là máy game thủ Vlog, à thôi, đợi tham lại nào. Đây là máy game thủ Vlog 19. Một thông tin báo về là hiện tại thì cung đường nhà người cầm màu 2 đang thủ khá nhiều P. Đang thủ khá nhiều P, liệu rằng có button phối hợp không nhỉ? Vâng, đội bạn đang có tình huống đầy quân, liệu rằng có button phối hợp không khi vào trận thi đấu này? Và từ những nhà anh Vlog dường như là không có quá nhiều anh bằng đánh thế trận bỏ những cơ sở cũng được, đây là game thủ Tếu. Đó có phối hợp không nhỉ? Đúng rồi, trở lại vào đánh máy của game thủ người cầm Min Oan trong một thế trận toàn cảnh. Một tình huống mà game thủ vừa, đây là sự phối hợp đến từ lạc đà Pamirian cũng như là cung A của người cầm Min Oan. Và đây là không có tuổi cho cung R của người cầm Summer. Vâng, đen 1A có thể tháo quân vào bên trong. Vâng, phải đen 1A. Vâng, Tếu để ý cơ cấu những mấy chiếc nhà BE chốt lại nha, tránh thằng bầu 2 nó sổ vào đấy. Vâng, để đây cho. Tại nhà mình Tếu để ý. Vâng, Tếu để ý có lẽ những cái khe nào mình phải chốt nhà BE chốt đầu ruộng luôn. Để tránh tình huống mà bầu 2 đang đi móc máy. Rất lo sợ Hoài đang tin tân cơ hội, còn nhà Pamran chúng ta không có gì. Chốt đầu ruộng đi, chốt đầu ruộng. Thêm 2 e nữa. Thôi để viên lớp về được rồi, Tếu ốp nhà ở phòng đồng đồng phết. Vâng, có lách cánh bên này để game thủ về lớp đỡ nhà, còn Tếu đã cứ đẩy quân sang nhà Summer Rian thì cũng được. Vâng, cứ bắn, có bắn vào dãy E kia không? Vâng, có bắn E vào dãy kia không? Cảm giác cái dãy kia vào dễ hơn kìa. Anh ơi, trên nhà A của cái khe sát mép bản đồ màu 6 đang chạy nhỉ? Vâng, sát mép bản đồ là một tờ thi đấu, đó chính là điểm yếu của game thủ người cầm Summer. Đây là một dãy BE rất dài. Vâng, dãy BE rất dài của game thủ người cầm Summer Rian. Vâng, vào công nhà BA hơi khó. Vâng, nâng cấp đảo vàng. Đang cung rửa của game Summer thì này gì là không có cửa chơi rồi. Đây là máy của game thủ Vlog 20. Một trận đấu với Pamirian chúng ta đang có số lượng lạc đà là rất đông. Đang gần hơn 20 con lạc đà. Tiếp đấy quay con D nhá, dưới con D ấy. Rồi, hai tay hai đạo đến thì game thủ Tếu. Tên này liệu rằng có vòng cái tên này dòng ra bắt không? Rồi, tên này lạc đà, rồi. Một thế trận đã được an bài. Lạc đà đang đông như này, có thời điểm này màu 6 còn không có thể giữ được nhà mình cơ. Lạc đà Pamran Vlog đứng thủ vào màu 6 không có thể đỡ được nhà. Tên này sắp nở ra tên quân có thể chơi. Còn nở thêm tên quân là chơi thoải mái, còn nhà màu 6 thì sẽ bay. Hôm nay là 65 đến từ game thủ Tếu. Rồi màu 6 trận đấu này, đây là một cái hốc nó khá bé nhỏ. Rồi lùi một tên, Tếu đang kéo một nửa số lượng cung A mình về. Đang giật lại tên này thì kéo về thì vẫn thủ tươi. Màu 6 thì bay nhà rồi. Đang màu 6 thì bay nhà rồi, tiểu hoàn thầu đang có tình huống công P và đây là máy game thủ Vlog 15. Đang sau tuần thi đấu mà đều phối hợp cùng game thủ Tếu thì hiện tại timeline của game thủ Pamirian cũng đã tụt xuống là 15 rồi. Đang 58. Vâng, Tếu bớt dần đào vàng đi. Tếu bớt dần đào vàng đi, vàng nhiều quá. Và tôi nghĩ thời điểm này lực của Tếu đã đủ đảm bảo cho mình sóc có thể 5-6 nhà BA rồi. Vâng, lực thì đủ nhưng mà hiện tại chúng ta không có dân ăn gỗ quá nhiều. Đường tham lai đang đè xuống cho cầu thủ bên phía Hà Nam. Vâng, thế trận vẫn là thiếu tính cơ động đến từ những cung A, nhưng hiện tại tôi nghĩ là thời điểm này Summer Rian không nở được tham lai khỏe như game thủ người cầm Min. Khi mà thời điểm này Tếu đang cơ cấu phát triển và hiện tại vẫn đang nguyên ruộng và nguyên vàng. Đây là máy game thủ Vlog 15. Trận đấu này map một cái thế trận là Min Oan có thể cân đôi. Về hệ quân thì Min khỏe thì hoàn toàn có thể cân đôi. Và một trận thi đấu mà Summer Rian đến từ game thủ người cầm màu 6 TT quyết định sổ vào. Rồi, khi mà cung rửa Summer Rian, đội bạn có tính cơ động hơn.
Tơn này giật cung A bên trong. Vâng, giật cung A bên trong để đội bạn đút vào rồi mình bắt vây Tơn. Tơn đằng sau vây lại là tươi. Và dường như Tiễu quyết định một Tơn đi công. Và Tơn này diễn dữ. Vâng, giật ở bên trong nở thêm một Tơn 6 nhà BA nữa là ăn được. Cùng giờ Summer đi ăn là cùng giờ nó rất cùi thôi. Rồi cái hốc của game thủ người cầm Summer thì đã bay. Đây là máy game thủ về lớp 10. Trận này một thế trận mà hiện tại game thủ Tiễu sẽ người xử lý cái bản đồ còn lại. Một vài đấu Pamiran đã chém quá hay thì ban đầu game thủ về lớp rồi. Vâng, vừa chém yếu nhưng vừa phối hợp cùng game thủ người cầm Minwan. Vâng, tỷ số được mở cho thủ về phía Hà Nam trong trận đầu tiên C đấu thứ tư này.